chuẩn bị hái. Ôi trời ơi, đây đang là mùa tháng 11 dương lịch. Tại này chắc trái cuối mùa đây. Bạn hay là lẽ ổn này. Đi rừng tìm kiếm mật ong mà gặp mấy trái này. Ong cắt đục mạ thôi là mày. Mạ này. Tốt thì nhìn lệ gì nữa. Trời mưa quá mưa. Ôi dồi ôi, ướt hết điện thoại rồi. Ôi, tắt màn hình đây. Đúng một đường từ đây.